Vâng, xin chào các bạn. Nếu bạn đang có nhu cầu đi du lịch như tôi với rất nhiều những cái hành lý trên tay như thế này nhưng lại muốn để tất cả những thứ này trên một mẫu xe nó chỉ có giá hơn 100 triệu thôi lại chở được 7 người, có nghĩa là hơn một gia đình rưỡi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một mẫu xe như vậy. Vâng, Suzuki Ertiga 2019 vừa mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Và các bạn hãy xem tất cả những cái thứ hành lý này, một cái vali to như thế này trên một mẫu xe nhỏ như thế này. Tôi sẽ xếp nó như thế nào? Đó. Một chiếc vali này thông thường chúng ta sẽ nghĩ rằng phải gập cái hàng ghế thứ ba xuống hoặc là để trên một mẫu SUV nó cỡ lớn. Nhưng mà với một mẫu xe như này chúng ta hãy xem. Đầu tiên thì tôi sẽ phải đặt hai cái vali này xem nhá. Đây, vali to nhá, nặng luôn. Thưa các bạn, đây các bạn hãy xem. Chút nữa tôi sẽ đóng thử cái nắp cốp xem có được không. Chiếc vali thứ hai đây ạ. Ba lô, ok. Đấy, để như vậy thì tôi sẽ điều chỉnh cái này lên một chút, gọn vào. Thứ ba, gọn gàng nhá. Thưa các bạn, Suzuki Ertiga 2019 phiên bản cao cấp nhất được bán tại Việt Nam với giá 550 triệu. Và nếu như tính giá lăn bánh thì nó chỉ hơn 600 triệu một chút thôi. Nhưng công dụng của nó 7 người với những thứ hành lý cồng kềnh với 7 chỗ vẫn được đầy đủ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm những cái chi tiết khác về trên cái mẫu xe này nhé. Thưa các bạn, trong cái phân khung những cái mẫu xe 7 chỗ theo dạng MPV ấy thì hiện tại tại thị trường Việt Nam thì có cả Expander và có sự xuất hiện thêm của Ertiga. Và rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Bản cao cấp nhất của Expander tôi nhớ không nhầm là 620 triệu. Còn bản cao cấp nhất của Ertiga đang xuất hiện trước mặt quý vị thì có giá là 550 triệu. Rõ ràng có một sự chênh lệch không hề nhỏ về giá. Nhưng nếu như chúng ta nhìn về cái kích thước của xe cũng như cái form xe thì rõ ràng hai cái xe này cùng phân khúc nhưng phong cách là khác nhau. Ví dụ như Expander nó sẽ có một cái thiết kế gì đó, nó hầm hố, nó to lớn, nó bệ vệ hơn, thì Ertiga lại mềm mại hơn. Các bạn có thể thấy rằng qua các chỉ số cũng vậy thôi, chiều dài tổng thể, chiều rộng rồi chiều cao thì Ertiga cũng nhỏ hơn, thuôn hơn. Chiều dài cơ sở của mẫu xe này tôi nhớ không nhầm thì nó bé hơn Expander khoảng 40 mm. Đó, 40 mm. Và nó có gì đấy, nó mềm mại, nó có gì đấy, nó gia đình. Tất nhiên tôi cũng không loại trừ rằng một mẫu xe 7 chỗ, chút nữa các bạn sẽ thấy khi tôi bước vào trong, thì nó còn phù hợp với việc mà bạn sử dụng cho kinh doanh. Tất nhiên thì Ertiga bản thấp nhất, bản số sàn với tất cả những gì nó thuộc về tối ưu nhất, nó chỉ có giá 499 triệu thôi thưa các bạn. 499 triệu. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi trong mát mẻ, số sàn thôi. Và các bạn có tin được không? Đó là điều mà tôi nghĩ rất tuyệt vời. Vâng, một sản phẩm chúng ta phải cân đối trên giá. Bây giờ thì chúng ta quay lại những cái chi tiết thiết kế trên cái mẫu xe này nhá. Thưa các bạn, trên những cái mẫu xe không thiên về công suất ấy, thì sẽ thiên về những cái tiện ích, nó tương ứng với những cái mức giá, về cái cấu thành, về giá của nó. Ví dụ như những cái cửa trên những cái mẫu xe như thế này hay bất kỳ mẫu xe nào cũng thế, chúng ta sẽ phải để ý rằng nó sẽ có, thường là sẽ có 3 nấc mở.
nấc thứ nhất này. Đấy, các bạn sẽ thấy khi mà tôi mở ra nó sẽ dừng ở cái góc như thế này. Cái góc như thế này khi dừng vào thì ví dụ như chúng ta ở trong một cái ngôi nhà hẹp, một cái gara hẹp ấy, thì chúng ta chỉ đủ lách người vẫn vào được. Đấy. Lách vào ngon nhé. Nấc thứ hai. Đấy. Nấc thứ ba. Tất cả đều có cái bản lề và cái chốt hãm ở đây. Tương tự đối với cửa sau cũng vậy. Ở trên những cái mẫu xe MPV này các bạn sẽ thấy hầu hết tất cả những cái mẫu xe này đều thiên về cái phần khoảng sáng. Muốn ở trong không gian cảm nhận như thế nào thì chúng ta sẽ cố gắng làm nhiều kính nhất có thể nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn. Đương nhiên rồi, trên những mẫu xe như kiểu Range Rover thì các bạn sẽ thấy tất cả những chi tiết này nó thuộc là vật liệu rồi vân vân, nó đi theo cái giá thành tổng thể. Còn đối với mẫu xe này nó cũng có tất cả nhưng vật liệu hoặc là thiết kế của nó. Nên nhớ rằng nó chỉ có mức giá 550 triệu. Trên tất cả những cái dòng xe MPV ấy thì các bạn sẽ thấy dù cái kích thước của xe nó rất vừa phải, nhưng do cái thiết kế nó thiên về hình hộp, vuông vuông, chữ nhật gì đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái không gian của nó là tốt. Rõ ràng cái kích thước không phải là lợi thế trên tất cả những cái mẫu xe như thế này. Nhưng các bạn sẽ thấy khi tôi ngồi vào đây ạ. Vâng. Đấy, đo luôn đúng một gang nhá. Cao mình cao 1m72, chính xác là như vậy. Đây. Nếu mà có cái bệ tì tay ở đây thì tuyệt vời. Nhưng mà hoàn toàn tôi đã nói rồi, những cái mẫu xe đã thuộc cái hàng tối ưu về giá thì chắc chắn rằng tối ưu vô cùng luôn. Những cái này bạn đều phải lắp thêm. Mà hôm trước có một anh cũng lắp thêm trên những cái mẫu xe tương tự như thế này đấy. Không có thì ta lại phải lắp thêm. Tôi đã nói rồi, ta có thể bespoke chính những chiếc xe của ta. Quay trở lại vấn đề tổng thể thiết kế về cái không gian như thế này, các bạn hãy xem, hãy nhớ lại chiếc Suzuki Ertiga chúng tôi đã giới thiệu trước đây. Ngồi trên chiếc Ertiga đời trước nó có gì đấy, nó còn thô sơ, nó còn hoài cổ. Thì rõ ràng trên một cái Ertiga đời mới như thế này, bạn sẽ thấy không, tất cả những cái nét thiết kế của những cái dòng xe du lịch đã được đưa vào. Tôi lấy ví dụ luôn, những phần này là ốp nhựa theo dạng vân gỗ. Nhưng bằng mắt thì các bạn sẽ thấy là nó có thiết kế bóng này, đẹp. Có lẽ là đây là hàng nhập từ Indonesia. Mọi thứ này chắc chắn không? Chắc chắn. Đấy, cửa gió điều hòa. Thứ mà tôi thích nhất trên mẫu xe này chính là vô lăng ạ. Các bạn sẽ thấy nhé, một chiếc vô lăng được bọc da ốp nhựa dạng vân gỗ này. Ở đây mà có thêm kim loại một chút nữa là đẹp luôn đấy. Đây, ở đây là sơn, mặc dù là nhựa nhưng mà cũng sơn kiểu màu ghi bạc theo phong cách kim loại này. Còn nếu mà ở đây là ốp kim loại nữa là ngon. Những thứ này các bạn sẽ thấy là đáy bằng. Đáy bằng. Cái đáy bằng này, một là nó tạo cái phong cách thể thao, hai là cái việc mà chúng ta bước ra ngoài. Đấy, bước di chuyển như thế này thì cái khả năng chạm là rất ít nhá. Đấy. Bởi vì cái không gian của xe, cái kích thước của xe nó không quá lớn, cho nên cái việc mà chúng ta phải tính toán là rõ ràng là phải rất là tối ưu. Nhìn chung vô lăng này, cụm bảng điều khiển các bạn sẽ thấy không thể yêu cầu những cái gì kỹ thuật số quá nhiều được, nhưng mà cái thiết kế là được. Bên trái này là cái cần mà các bạn có thể điều khiển để xem những cái chỉ số về chip A, chip B, đồng hồ Odo, vân vân. Còn bên phải thì các bạn sẽ thấy được các cái chỉ số, ví dụ như là mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên 100 cây là bao nhiêu. Range là cái hành trình mà chúng ta có thể đi được còn lại là bao nhiêu. Rồi mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời, tức là mình đạp mức ga bao nhiêu trong điều kiện như thế nào thì là có hết ở đây. Đấy, các độ hộ check rồi vân 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 là có ở đây hết. Rồi các bạn nhìn sang thành cửa ạ. Đấy, phần này là cũng có ốp phần này cũng có ốp nhựa vân gỗ nhá, trông nó cũng xịn sò phết. Gương điều khiển điện, gương lái là kính lái bên này, là kính lái phần này là một chạm auto. Điều chỉnh gương chiếu hậu là cũng là điện hết. Ghế thì là ghế nỉ. Thực ra ghế này tôi nghĩ về là nên chúng ta nên bọc da. Bởi vì nỉ ở đặc biệt cái điều kiện Việt Nam thì nó hơi nóng, chúng ta nên bọc da ngồi như thế này. Như một mẫu xe MPV, tôi sẽ quan tâm đến những cái vị trí chứa đồ. Các bạn hãy xem, thứ mà tôi thích nhất trong cái khoang xe này, các bạn sẽ thấy rằng một chai nước đã được mờ. Tại sao nó được mờ như thế này mà sờ vào nó lại man mát như thế này? Thì ở đây đã được thiết kế thêm một cái cửa gió.
để lấy cái hệ thống gió từ điều hòa và làm mát những cái chai nước mát mẻ. Các vị trí chứa đồ này các bạn sẽ thấy vị trí cắm USB ở đây, đầu 12V ở đây. Đấy. Và tôi sẽ có một cái chai nước để các bạn có thể thấy được là các vị trí nó như thế nào, cái phần cốp trước. Đây, nếu như chúng ta để được cái cuốn sổ như thế này nhá, đây là những cái cuốn sổ thì cái chai nước này nó sẽ không vừa. Đấy, nhưng mà những cái chai nước xếp được vài chai nước nhỏ này hoặc là cái phần này. Đó. Các bạn sẽ dễ hình dung ra cái diện tích của nó hơn rất nhiều. Hơi cuốn sổ thì chúng ta cũng phải xếp khéo một chút do cái giới hạn về cái không gian đấy. Nên chúng ta đặt khéo này, đặt khéo này. Rồi. Phần cửa bên thì các bạn sẽ thấy là đấy các cái chai nước. Đây ạ. Đấy. Đấy, chai nước to vừa nhá. Tất cả những cái này đều đấy. Thậm chí vẫn còn để thêm được hộp sữa ở đây. Đó. Ở hàng ghế thứ hai thì tôi có thể điều chỉnh được như thế này. Tỷ lệ 60-40 ạ. Tiến lên này. Lùi xuống. Như thế này. Độ ngả của lưng ghế. Đấy, ngả tốt nhất là như thế này ạ. Ây da. Đây, ngả tốt nhất. Nằm duỗi luôn. Oách luôn. Và nếu như tôi nâng lên cao nhất thì nó sẽ là như thế này. Đấy. Khoảng trống đầu miên man. Khoảng trống hàng ghế trước thoải mái. Đây là chiếc ghế tôi vẫn để hơi ngửa một chút. Thậm chí tôi nói thật luôn, hàng ghế này có thể ngồi tới 4 người. Đây ạ. 1, 2, 3, 4. Nếu chịu khó một chút là được. Ở cái vị trí ngồi ở giữa thì không có tựa đầu, nhưng hai bên là có. Bây giờ tôi sẽ gập cái ghế này cho các bạn xem. Đấy, gập phẳng. Và bạn thoải mái nằm đè lên đây. Bởi vì đơn giản ở đây đã được thêm những cái khung xương sắt để chúng ta có thể đặt những cái đồ nặng. Chỗ này thì cần cứng là cứng, nhưng có những chỗ cần mềm thì vẫn mềm. Các bạn hãy xem. Đây. Đây. Đây là một mẫu xe mà tôi vẫn hay gọi là một cách cụm từ rất là ngoại giao, gọi là túi ưu về giá. Rõ ràng là vậy rồi. Tiền nào thì của đấy thôi thưa các bạn. Đấy. Thường thì một mẫu xe nhiều chỗ, 7 chỗ thì các bạn sẽ quan tâm đến cái hệ thống điều hòa. Đây, hệ thống điều hòa nó có khác gì những cái mẫu xe 45 chỗ không? Etiga Expander rồi Mobilio rồi BRV gì đó đều dùng cái module này hết. Tại sao tôi gọi là tối ưu về giá? Bởi vì khi mà sử dụng chung những cái part như thế này, những cái cụm chi tiết như thế này, cũng đương nhiên rồi. Bây giờ tôi sẽ bật nhé. Nhưng chúng ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề là gió nó như thế nào. Bốn cửa gió luôn. Bốn cửa gió. Đây, tôi sẽ thử cái sức mạnh đây. Các bạn sẽ thấy này. Gió nhấc người lên đây. Gió tôi nói này, này, các bạn xem này. Hai này. Ba này. Gió nhấc người luôn. Rồi, kéo lên. Tư thế vào như thế này ạ. Đấy. Vào. Vào việc. Rồi. Độ ngả tốt nhất. Độ ngả tốt nhất là như thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy cái đầu của tôi sẽ bị chạm trần. Như vậy là rõ ràng là nếu mà chúng ta đi qua những cái đường sóc thì cũng phải chú ý nhá. 1m65 ok, nhưng 1m72 là hơi vấn đề. Hơi vấn đề với cái trần này. Đấy. Những cái khoảng trống đầu trừ gối thì là tốt. Đây ạ. Quan trọng là cái tư thế để chân của chúng ta nó không bị như thế này, không bị co quá, mà cái độ, cái vị trí để nó khá là thoải mái. Và cái tầm nhìn của chúng ta, tầm nhìn của chúng ta, một cái ô cửa kính. Ngắm cảnh rộng rãi. À, chai nước. Nước thì để hẳn chai to được. Yes. Đây nhá, nếu mà đi nảy này, xe nảy này. Nhưng mà nếu mà ngồi như thế này thì không sao. Đấy. À, thấp hơn một chút không có vấn đề gì. Ok. Về không gian thì chúng ta sẽ thấy được. Đây, hai cái ba lô tôi bỏ đi rồi. Cái tấm này là cái tấm ốp để có được, để chắn cái hộp ở dưới. Ốp.
nhựa cũng đẹp đấy. Được, chung giá là giá vậy đồ này là tốt. Bây giờ tôi sẽ nhấc cái này ra để các bạn sẽ thấy được là cái khả năng tùy biến không gian của nó rất là tốt. Ta có thể để những vật, thậm chí nếu như khéo khéo một chút tôi có thể nhét được cái vali này xuống đây đấy. Tôi nhấc cái này ra này. À, hộc chứa đồ, chúng ta có thể để chìm những cái đôi giày như thế này vân vân này. À, thoải mái luôn. Nói chung là xe gia đình mà, cho nên tất cả các vị trí như vậy, cái không gian chứa đồ rất là quan trọng. Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem nhá. Khả năng chứa đồ của nó theo tính tùy biến nó rất cao. Đây các bạn có thể thấy tôi đặt ngang cái vali này lên. Được không ạ? Có được không ạ? Đóng cốp. Rồi. Ok. Thưa bạn, với một cái mẫu xe mà thiết kế đúng cái mục đích của nó, như tôi đã nói rồi, nó không quá thiên về công suất mà nó thiên về cái công năng, tính năng sử dụng, thì những cái vấn đề mà đối với cái mẫu xe này đi trong phố thì chúng ta sẽ quan tâm như thế nào, đi đủ tải sẽ quan tâm như thế nào, thì thực sự là với tất cả những cái dòng xe của Suzuki trước đây và bây giờ nói chung, thì tôi luôn thích cái hệ thống khung gầm chắc chắn của nó, thực sự là như vậy. Nếu như các bạn đã lái thử rồi thì chắc chắn tôi tin rằng bạn cũng sẽ có những cái cảm nhận tương đối là chính xác. Nó cũng tương đối giống như của tôi thôi. Nếu như các bạn đã lái thử những cái dòng xe của Suzuki rồi thì tôi tin là các bạn cũng sẽ có những cái cảm nhận tương tự như vậy. Tất nhiên khi cảm nhận một cái mẫu xe, xem xét mẫu xe thì chúng ta phải cân đối trên cái mức giá của sản phẩm. Đấy các bạn có thể thấy trên đồng hồ bây giờ tôi đang đi trong phố nhé, 60 km/h thưa các bạn. Êm ái không ạ? Êm. Đấy các bạn hãy nhìn những con đường mấp mô lên xuống chuyển động của tôi như thế này. Nhưng bạn sẽ xem cái ví nhỏ nhỏ của tôi đặt trên đây đứng yên. Đó, đây các bạn thấy luôn ạ. Đây tôi sẽ đặt vào vị trí này. Mà cái bảng này rất hay nhá, là nó rất là rộng và bằng. Tôi có thể đặt thêm những các cái tập tài liệu như, nếu như cần nhanh gì đấy. Đấy tôi đặt lên đây ạ. Tất nhiên mình chỉ đặt tạm một chút thôi. Đấy để các bạn xem cái độ ổn định của nó. Với một mẫu xe, chúng ta thường thấy những cái option này option kia, nhưng bản chất cái vẻ đẹp bên trong của nó, chúng ta hãy quan tâm đến cái hệ thống khung gầm, những cái động cơ. Nó hệ thống khung gầm của xe thì nó tương tự như một cái móng và cái khung nhà. Tất cả những thứ gì hay ho nhất, nếu như động cơ hay, vô lăng hay, chi tiết hay mà lắp trên một cái hệ thống khung gầm nó yếu, thì xin thưa với các bạn rằng là cái xe này nó cũng sẽ không hay đâu. Nhưng để thấy được cái hệ thống khung gầm hay thì chắc chắn chúng ta phải chạy. Bởi vì vậy hiện tại thì các mẫu xe này Etiga mới sẽ có các xe chạy thử ở tất cả các đại lý. Các bạn có thể tham khảo những cái thông tin mà của tôi, của chúng tôi, và sau đấy các bạn có thể đến tất cả các đại lý để lái thử, để cảm nhận, và sẽ có những cái tham chiếu, sẽ suy ra là sẽ có một cái kết luận tương đối. Đó. Còn về mẫu xe này nha, các bạn sẽ xem này, tôi đang đi 60 km/h này. Đấy. Cách âm tốt. Tốt ở tốc độ này lái nhá. Vô lăng là thứ là tôi thích này, các bạn sẽ thấy tôi nhích những cái góc lái rất nhẹ này. Đấy, 1 độ, 2 độ. 0,5 độ một tí thôi cũng cảm nhận được. Với một cái mẫu xe nó mang lại cái trải nghiệm hay cho chúng ta ấy, là khi chúng ta cầm cái vô lăng, chúng ta cảm thấy kết nối với cái vô lăng như thế nào, kết nối với cái khung gầm như thế nào, kết nối với hệ thống treo như thế nào, kết nối với chiếc bánh như thế nào, kết nối với cái đường như thế nào, thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là nhanh thôi. Chúng ta chỉ chạy qua vài đời xe, 1, 2, 3, 4 đủ giờ bay thì sẽ cảm nhận rất nhanh. Như tôi đã nói rồi, cái phần nếu như tôi đã tạo được, chỉnh được cái vị trí ghế ngồi tốt thì tôi luôn có được cái không gian này qua các góc máy. Thì các bạn có thể thấy này, đấy, xa xa là Vịnh Hạ Long rất là đẹp phía trước, vân vân. Đối với cái mẫu xe Xpander thì sẽ có thêm một cái ô kính ở đây, nó cũng tạo thêm độ thoáng. Nhưng mà với mẫu Etiga này, do cái vị trí tư thế ngồi, đấy, thiết kế cái độ cao của nó cũng khác, thế cho nên là vẫn ok. Còn đương nhiên rồi, nếu như muốn mỏng nữa, cái trụ chữ A này muốn mỏng nữa thì phải thép xịn như xe của Volvo, thép boron làm xe tăng ấy, thì câu chuyện nó lại hoàn toàn khác, câu chuyện giá nó sẽ khác. Điều hòa, thưa các bạn, điều hòa mát. Về lâu về dài chúng ta sẽ phải sử dụng. Cái độ bền thì chúng ta sẽ phải sử dụng qua thời gian, chúng ta sẽ có được những cái cảm nhận, đánh giá chính xác hơn. Nhưng mà điều hòa là mát. Tôi đang để nấc gió 2, mức gió đây ạ.
đây nhá, là lạnh sâu nhất là vào đây. Nếu như là lạnh sâu nhất thực sự là lạnh sun người luôn. Nhưng mà tôi để gần hết cái nấc xăng này, đấy, mức cao nhất của nấc xăng gần đây vẫn mát. Gió thì là thổi chọn thổi phía hướng vào phía trên và phía dưới chân để cho mát, lấy gió trong gió ngoài. Đấy. Gần số vị trí tôi thì có cái thói quen đi trong phố thì tôi sẽ sử dụng, tôi hay đi, thường gần một cái điểm tựa đặt cái vị trí gần số này, chỉnh này vào các vị trí này. Đấy. Xe thì chỉ có hai túi khí thôi và không có, chưa có ESP cân bằng điện tử. Thực ra cái bộ cân bằng điện tử lắp trên cái xe này thì các bạn cứ tính đơn giản thêm nó khoảng 2.000, 2.500 cả thuế vào nữa. Tôi sẽ nghe thử cái hệ thống loa này xem nào. Khi mà tôi đi ở cái vùng phố biển, cái thành phố biển Hạ Long, đấy, nghe một cái giai điệu nó rất là sôi động, nó có cái gì đấy nó là đâm cho mình có thi thoảng nó cũng vui. Đấy, một chiếc xe nó tạo ra cảm xúc nó là như vậy. Với một cái mức giá mình cảm thấy hài lòng với nó, về những cái giá trị của nó mang lại đương nhiên rồi ạ. Bây giờ thì tôi sẽ thử có một cái chỉ số rất quan trọng mà cái trong cái chương trình vừa rồi mà tôi chạy thử tiết kiệm nhiên liệu ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái mức mà tốt nhất nhá, cái mức tốt nhất tôi đạt được là theo đồng hồ chở 4 người, tôi tắt điều hòa bởi vì ban tổ chức cho phép tắt, thì tôi đạt được là 3,8 lít trên 100 km. Nhưng cái đoạn cuối thực sự không giữ nổi, mất 0,1 cái đoạn về đích ấy, nó hơi khó do nhiều điều kiện khác nhau, thì lên 3,9. Thì đơn giản thôi, cộng thêm cái điều hòa vào nữa thì có thể nói là tôi cứ cho thêm 1 lít trên một cái, như vậy là cũng 4,9 lít. Như vậy so với kết quả tương quan về cái chỉ số của các nhà sản xuất công bố ấy, thì rõ ràng là chạy trên đường trường thì đường cao tốc thì có thể kết quả nó khả quan thật. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì cũng loanh quanh là nếu mà đi trong phố thì trước này cũng hơn 7 lít một chút, đi đường hỗn hợp hơn 5 lít. Và đi mà đi theo kiểu phong cách tiết kiệm đường trường mà cứ đều ga mà đi ấy, vừa đi vừa ngửi ấy, vừa ngửi xăng ấy, thì nó khoảng 4.86, 4.9 gì đó. 549 triệu với một mức giá đó, xin thưa với các bạn rằng có hợp lý không ạ? Nếu như các bạn có ý kiến như thế nào thì các bạn có thể để lại các cái ý kiến đóng góp ngay bên dưới video bằng cách comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các bạn đừng quên like, subscribe và dùng chuông kênh nha. Và hãy nghe tiếng sộp sạp trên chiếc vô lăng. Vô lăng này là điểm tôi thích nhất trong cái khoang xe này. Nhỏ nhắn, tạo cảm xúc, bọc da, ốp gỗ, ốp nhựa vân gỗ, đáy bằng. Hmm.